Hello các chị ha. Chào 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 chào. Cho em xin cái bình luận đi các chị ơi. Hello, hello, chấm bài đi mấy chị gái ơi, chấm bài tương tác đi mấy chị. Cho em xin cái bình luận đi chị em ơi. Chị ơi, chấm bài mấy em cái mấy chị. Em xin cái bình luận đi chị em. Lên siêu hàng mấy chị gái ơi. Bài luôn mấy cục vàng ơi. Mấy cục vàng, mấy cục vàng. Cho em cái bình luận nha. Em chào chị Cương. Rồi size 40 50 kg mặc vừa. 240 bán 100 nha. Chị đã chốt bình luận nha. 100 ngàn ạ. À. 40 52 kg mặc vừa ha. 240 em bán giá tương tác 100. Có chị nào đang thấy được thì bình luận mấy em cái ha mấy chị. Like hôm nay nó chậm mấy chị, nãy em like là like chậm em nghỉ đó mấy chị. Có thấy được em chấm bài giùm em cái đi mọi người ơi. Em đang mặc là đẹp lắm luôn nè. Size 45, 40, 52 kg mặc vừa mấy chị. Đó là 240 á, mẹ bán 100 nè. 240 em bán giá 100. Màu nho 70, 75 kg mặc vừa ha. Màu nho 70, 75 kg mặc vừa 220 ha. Em bán giá 120. Giá nó chốt bình luận nha. Em đang bán hàng lấy tương tác đó. Bình luận giùm em ha. Màu nho em 70 75 kg 220 nha. 220 em chốt giá 120.000. 70 75 kg ha chị. 100.000 có chị nào đang thấy được không mấy chị ơi, bình luận em cái đi mấy chị. Cho em cái bình luận đi mấy chị gái ơi. 220 bán 100 nha. Kèm ký giùm em. Không có số ký em không có chốt đâu mấy chị.
phi này là 270 nha mấy chị, em bán 130 ngàn giá xả hàng đó mấy chị, xả lấy tương tác nha. Xả lấy tương tác giùm em, 50kg, 53kg mặt vừa. Dạ chị hai cô ơi, mấy chị tất cả chị mua hàng là phải có số điện thoại nha, kèm ký nha, chút không là em không chốt nha, không có ký là không chốt nha mấy chị. Rồi 50 đến 52, 53kg mặt vừa 270 nha mấy chị, em không bán một cái nha, 270 em chốt hai cái này là 260 chốt một lần nha, một cái là 270 nha, bán hai cái này là 260 nha mấy chị, 45, 53kg mặt vừa, hai cái là 260 chị gái đó chốt một lần nha, một áo là 270 cũng như là mua một tặng một luôn ha. Mấy chị mua hàng mà tất cả không có số ký em chưa chốt cho ai đâu ha. Rồi ok chị Danh Cao, chốt thêm em chốt nha chị, chốt thêm liền tay nha, đủ 150 em chốt đơn nha, tại cái này 220 em bán 120 để lấy tương tác nha, 50kg em có đầy. Rồi chị Danh Cao ok nha, cố gắng chốt liền tay giùm em bộ nữa thì em chốt nha chị. Rồi áo em mặc là 50kg nha, 270 một cái nhưng mà em đang bán hai cái là 260 nha, chốt thì bình luận. Màu xanh chị hai cô ok, cái này là giá sỉ của em lấy là trên 200 nha, nhưng mà em đang bán cho mấy chị có 140 à. Có chia sẻ đầu like mới chốt hàng nha, có chia sẻ kèm ký nha mấy chị. Em đang bán giá tương tác nên mấy chị tranh thủ nha. Rồi 201 nha, bán 160 ngàn, 70kg hồng, 170-70kg hồng nha, chốt đơn thì chốt đủ giùm em luôn nha chị, đủ 150 em chốt nha chị Danh Cao. Rồi hồng giùm em nha, 70kg mặt vừa, 70kg nha, chốt một lần cho em nha, 201 xả 160 ngàn. Màu đen này 40-50kg mặt vừa ha mấy chị, 40-50kg mặt vừa, 240 em bán giá tương tác 100 nè. Dạ chị Danh Cao 70kg nè chị, 70kg nha. Rồi màu đen này là 40-50kg mặt vừa nè, 240 bán 100 nè. Rồi chốt một lần cho em hồng 70kg nha, 160 nha. Rồi 50kg nha, 220 nha, bán 140. Ok chị Danh Cao, mấy chị mua hàng em xả hàng mà mấy chị không chốt được là em buồn cho mấy chị luôn á. Rồi 220 nha, xả 140, 40-50kg nha, vàng. Chốt hàng kèm ký kèm màu, số tiền số hội em chốt nha. Rồi chốt một lượng cho em nha, màu vàng sẽ tà nha chị, 40-50kg nha, 220 bán 140, màu vàng 140 nha chị. Này cái này là bữa trước 250 nè, bữa trước cái bộ này là 250 nha, 70kg mặt vừa, 70-75kg 250 nha, sale cho mấy chị 160 xanh, 70-75kg 250 nha, xả 160 xanh, vàng 40-50kg mặt vừa 140 nha. Rồi chốt bình luận nha mấy chị, 70-75kg mặt vừa, dạ chị Tuyền Thanh em có đen 230 bộ, chị có chốt bình luận em lấy chưa? Dạ chị Lưu ơi, kèm ký kèm màu giá tiền số điện thoại em mới chốt được ạ. À, rồi chốt bình luận cho em 75 nha, 75kg 250 xả cho chị 160 ngàn, giá sỉ là 215 ngàn, 220 ngàn nha. Dạ chị Lưu bình luận giá tiền số điện thoại lên giùm em, bình luận giá tiền số điện thoại lên giùm em liền. Alo, alo, cái số điện thoại em mới gửi qua cho anh á là người ta lên chỗ nhà em á là người ta vô điện á, anh gọi liền cho người ta vô điện đi, xong rồi nhắn qua cho em, anh ký giùm em đi rồi để em chuyển khoản. Người ta tới 5 phút nữa người ta tới đất người ta vô điện á, anh là đó, anh gọi cho người ta giùm em đi. Dạ chị Thu ok, bình luận 140. Rồi xe 140 nha, 220 xe 140, chị gái chốt vàng bình luận 140 mẹ em nha. Cho chị một bộ bông vàng 140. Dạ chị Hằng ơi, cái đó 50kg mặt vừa, chị chốt bình luận 50kg. Rồi chốt bình luận cho em 70-75kg mặt vừa, 70-75kg nha, 160 ngàn, cái này là 250 ha, bán
160. Rồi chị gái chốt vàng 40-50 kg em bán cho chị giá rẻ lắm. Rồi cái này là 50-60 kg nha. Cái này là 250 mua hổm nha. Bán cho mấy chị 140 ạ. 50-60 kg áo lẻ nha, 140. Áo lẻ xem 140 nha. 50-55-60 kg mặc vừa 250 sáng 140. 140 đen đen xám và đen đỏ nha. Đen xám và đen đỏ giùm em, mỗi cái 140 chốt và lựa giùm em. Màu xanh ok chị Lâm. Chị Thảo ơi, bộ đen đó chị có chốt thêm gì không em chốt cho. Tại vì hàng 240 á là giá sỉ em gần 200 đó. Em bán giá 100 để lấy tương tác chốt về bình luận. Em ok chị luôn nha. 140 ok chị. Chị Hằng ơi, 52 kg mặc không vừa nha chị. Tại chị thấp không mặc vừa. Rồi chị nó chốt lượng cho em nha. Size 50-60 kg, tay xám và tay đen nha. Tay xám và tay đen chốt lượng em. Em đang sale tranh thủ nha mấy chị. Cái này là 50 kg mặc vừa, 50-52 kg, bữa hổm là 240 nha. Sale 190, chị nó chốt lượng màu môn 190 nha. 50 kg mặc vừa, 45-52 kg mặc vừa màu môn ha, 190. Màu đen này 240 em bán 100 nha. Chị gái nó mua 100 kèm đơn liền em chốt luôn. 100 ngàn 240 em bán 100. Tại vì em nói bán đầu lai em bán 100 ha. Chốt thì bình luận. Mày xỉu tao mắc mớ gì xỉu. Mẹ cái chuyện của mày tao xỉu. Mày vô duyên quá. Mẹ khùng. Thiệt cái con cờ. Rồi chốt một lần. Mẹ đàng hoàng không muốn xui biểu xỉu riết mấy chị. Giờ nó bắt em xỉu riết luôn mấy chị. Trời ơi là trời. 65 kg tự nhiên xanh lè xanh lét mặt luôn, đổ mồ hôi luôn mấy chị. Đổ mồ hôi háng luôn. Chết quên nó bậy. 65 kg mặt vừa. Chị Phương quay chốt ủng hộ em, mẫu khác em lên mua cho chùm em nha. Chị mua lần mấy chục bộ. Thôi mày giá chào thì chồng kiếm chào giá mày. Rồi chốt bình luận cho em nha. 65 kg mặc vừa, 65 kg. Dạ chị Thị Sơn ơi, kèm ký giùm em chốt đơn. Mua thêm cái gì em chốt liền. Rồi 65 kg 170 nha. 170 bán 125 mà chơi cũng chơi thôi. 65 kg tím. Chị Phương Vy em hết đó, chị Phương Vy hết cái bộ xanh rồi. Màu tím nha, chốt bình luận cho em. Trời ơi, màu môn xem 190 nè các chị. Màu đen vàng 100 nè, kèm đơn nha. Chị gái mua 100 kèm đơn liền em chốt nha. Không có ký là em không có chốt chứ chị. Rồi chốt bình luận giùm em luôn. 55-60 kg mặc vừa mà bò 220 nha, bán 150 luôn. 55-60 kg. À dạ không có 60 kg chị. Chị Thủy Sưng đem vàng đã 50 kg mặc vừa, 60 kg chờ chút nha chị. Chờ chút qua mẫu nha. Rồi chốt bình luận cho em luôn. 55-60 kg mặc vừa 220 bán 150 màu bò. Rồi chốt bình luận cho em nha. Cái này 50 kg mặc vừa, 50-52 kg mặc vừa, sale 190 nha. Màu đen này 240 em bán tương tác 100 nha. 50 kg mặc vừa, 40-50 kg mặc vừa. Chốt 100 thì kèm đơn liền em chốt nha. Đủ 150 em mới chốt nha. Rồi chốt bình luận cho em 60 kg màu bò nha chị. 150, màu tím này 170 nha. Sale 125, 60-65 kg tím nha. Đẹp quá trời luôn. Chị em ơi, thấy em thì bình luận em cái nha. Cho em cái bình luận em lên hàng mấy chị ơi. Cho em xin cái bình luận đi chị em ơi. Chốt đơn kèm ký giùm em, kèm số điện thoại giùm em. Rồi 40-50 kg mặc vừa, xe 190 màu vàng. 40-50 kg 190 vàng. 190 chị lưu gì ta? Màu môn ok chị. Rồi cái này 40-50 kg vàng, 190 là giá sale ha bà con. Giá sale nha, 190 nha. Màu môn ok chị lưu em ok nha chị. Rồi chị gái nó chốt bình luận cho em luôn ạ. Rồi màu bò em đang mặc là size 55-60 kg nha. 220 bán 150 nha. 220 bán 150 luôn. Chốt đi bà con ơi, đây em xỉu tại chỗ ạ. Màu vàng em sale có 190 nè. 40-50 kg mặc vừa, 52 kg mặc vừa, không đẹp khỏi lấy tiền.
ngàn luôn. Đây mấy chị, quá trời đỉnh luôn nè. Đẹp lắm luôn nha. Xe 190 màu vàng luôn các chị. 190 ngàn. Rồi cái này đẹp chưa mấy chị? 65, 62, 63, 63 ký mặt vừa, 220 nha. 220 màu nha, bán 150 nha mấy chị. Đây nha mấy chị, 150 giùm em ạ. 62, 63 ký mặt vừa, 220 bán 150 nha. Bà chị Thúy Hằng em ok. Cái này là 220 xem 150 nha các chị. Rồi bộ em mặc là size 40 đến 52 ký mặc vừa, xem 190 nha. Chị Phương Vy ơi, mai ủng hộ gì không chị Phương Vy yêu ơi. Rồi cái này 62 ký, 63 ký mặc vừa, 220 bán 150 nha mấy chị. Em nói thiệt mấy chị nha, em khó khăn hết vốn hết tiền rồi mấy chị, em mới xả giá như này nè. Mấy chị không thương em thì thôi đi. Dạ chút rồi về thanh chút xíu em lấy cho chị. Rồi chốt bình luận cho em nha, quá trời đẹp luôn mấy chị. Cái này 65 ký đu lại màu nha ha. 220 xả 150 nha. Xẻ tay nha các chị. Úi trời ơi nó đẹp mấy chị ơi, quá trời đất đẹp luôn. 220 xả 150 nha. Xe 3 nha, 65 ký trở lại nha. Trở lại 70 ký đỏ nha bà con yêu ơi. 201 xả 160 ngàn đỏ nha. Màu đỏ luôn, rất xinh, rất xịn luôn. Màu đỏ giùm em nha. 70-75 kg mặt vừa, 201, em xem 160 ngàn đỏ, tính tiên nè. Dễ thương dễ lắm luôn, chị đã chốt bình luận cho em nha. Quá trời xuất sắc đỏ luôn. Em lên cái gì mấy chị cũng không bình luận, em không biết lên gì luôn. Có thấy được em không cả nhà ơi? Có thấy được chấm bài em cái đi. 202 mà bán 150, không ai thấy em nữa, buồn quá trời luôn á. Buồn 5 phút mấy chị ơi. Trời ơi nó đẹp gì đâu luôn mấy chị. 40-50 ký mặt vừa nè. Xinh ơi là xinh luôn nè. Màu đỏ dùm cho em nha. Xem 160 ngàn luôn. Rồi chị Lan ok. Rồi màu xanh 70-75 ký mặt vừa nha. Cái này 250 xem 160 xanh. Xanh nha chị, 75 kg 250 nha, xả 160 ngàn. Bữa trước em sale cái này tới 200 ngàn nha. Mà bây giờ em sale có mấy chị có 160 ngàn cho nó hết nè. Còn chị Danh Cao nãy chị có rồi mà chị gái yêu. Bác ơi. Bác, ra đây bác. Chị Danh Cao đợi em chút nha, có em lấy cho, chờ em xíu nha chị. Chị Danh Cao em ok nha. Chúc em coi có em lấy. Coi cái màu đỏ này nè. Có thì lấy cho Danh Cao bộ kiếm đi còn á. Rồi chị gái nó chốt lượng cho em. Cái này 75 ký nha. 250 xe 160 ngàn. Mấy cái này nè sắp gọn qua. Đừng có bư gan lát kiếm cực á. Rồi cái này là 65 ký nha, 250 xả cho mấy chị nha, 160 ngàn luôn đi, khỏi cứ xả mẹ nó, xả lỗ cũng được mấy chị. 65 ký mặt vừa 250 nha, xả 160 màu sen. Màu sen. Ok chị Xuân, cái nào gọn nó sắp ra luôn, mấy mẫu đó. Em ok chị Xuân nha, 160 xanh, đen 100 ok chị. Trời ơi, tao quýnh là chết luôn á Xuân. Em ok chị Xuân nha, màu đen 100 luôn nè. 240 em bán cho chị Xuân 100 nè. Dạ em hết rồi chị Lâm, hồi nãy hình như cái màu xanh đó chị gái nó có rồi đó. Rồi em ok chị Xuân nha. Màu sen 160 ok chị Xuân luôn nè. Đi xuống thôi. Trời ơi trời.
làm em nè, 150 xanh với nho nha, 62 63 ký mặt vừa. 150 xanh với nho. Nó khó khó vô cái đó, vô cái bao chỗ không được đâu. Cây khô nè. Ôi giới hạn không được. Rồi màu xanh chốt một lượng xanh nha mấy chị. Rồi bà ba nha, 50 kg mặt vừa, 50 kg nha, 100 bữa hổm em bán là 108 xe 140 nha, xả 100, 50-55 kg mặt vừa, 100 nha mấy chị. Rồi chốt một lượng cho em nha, bà ba giùm em 100 nha mấy chị, 50-52 kg 100. Màu xanh với màu nho nha, 62-63 ký mặt vừa cho em nha, 150 giùm em nha chị, quá trời đẹp luôn, 150 giá sale. Rồi ok chị Tuyết nha, xanh. Rồi màu nho nha chị, 62-63 ký mặt vừa, cái này giá sỉ lắm á, tới 190 lắm, mềm xem có 150 luôn á. 62-63 ký mặt vừa nho, sẽ tà nha các chị nha. Ok chị tiếp tiếp nè. Rồi chị gái chút nho, bình luận nho, nho mẹ em ha. Còn nho nha chị, 62-63 ký sẽ tà nha, 150 nha. Nho em em. Rồi màu tím ha mấy chị, 55-60 ký nha, 220 nha, xả 160 ngàn luôn. Màu tím nha. Giá sale mình tranh thủ chốt ha mấy chị. 55-60 ký tím nha, 220 sale 160 nha, tím nha. Rồi bà ba nha, 50 ký nha mấy chị. 50 hơn 50 ký sale 100 nha. Ký là mặt thoải mái em nha, xe 100 nhớ chị. Hàng là bữa trước là 108, xe 140 nha, xả 100 luôn. Xe 100 bộ bà ba xem nè, 100 ngàn luôn nha, chị gái nó chốt lượng cho em 100. Rồi áo này là size 60-80 ký mặt vừa hả chị? 60-80 ký mặt vừa. 60-80 ký mặt vừa nhớ chị. 60-80 ký mặt vừa. 250 nha, sale 200 áo. Dạ chị anh Tuyết, chị nào có xuất ký mình chốt đơn. Chưa có xuất ký em không biết mua gì. Kèm ký em mới chốt được nha chị anh Tuyết. Rồi này 60-80 ký nha. 250 xả 200 nha áo. Rồi giá chốt tím 55-60 ký mặt vừa, sale 160 ngàn à. Một tím nha, xe 160 ngàn tím. Không có số ký em không chốt đơn nha chị Ánh Tuyết. Rồi chốt một lượng cho em nha. Số 1 50 ký mặt vừa, 40-50 ký bông nha chị. Cái này 170 nha, 170 xả 100 luôn. Xả 100 chị Ánh chốt một lượng. Chị Thúy ok. Bà ba ok chị. Chị Thúy chốt thêm gì để em lên đơn nha chị. Chị Văn Cao ơi, bà ba không có số ký anh chưa chốt, coi cho tí đi để em chốt cho. Màu tím em ok chị gái, chị Ánh Tuyết. Ánh Tuyết em ok tím. Rồi chị Nam chốt áo em mặc 250 nha, xả 200 nha. 60-80 ký mặc vừa. Áo nha, sale 200 ngàn. Rồi cái này là 220 giống chị, có bộ à, 50 kg, 52 kg mặt vừa đen, xả 140 nha. Đen như trước như sau nè, 140 giùm em. 140 chị gái đâu chốt bình luận nha.
ơi, chút em coi chị Thủy có chốt không, không chốt em để cho chị ha chị. Chị ăn cơm em để đây ha, chút nữa nếu mà chị Thủy không chốt thì em lấy cho chị luôn. Chị Lu ơi, bà lận đen đi chị. Bà lận đen giùm em đi chị Lu. Bà lận đen đi chị, 104. Màu đen. Cái này là hàng 200 mấy lượng, em xả có 104 à. Ok chị Lu nha. Rồi màu nho nha, 62, 63 ký mặt vừa xem 150 màu nho sẽ tà. Em ok chị Lu. Màu sẽ tà nha. Sẽ tà giùm em 62, 63 ký mặt vừa xem 150 nè. Cái này là 220 nha chị, xem 150 nha, sẽ tà nè. Sẽ tà em nha, xem 150 nha. Sẽ tà bộ bộ nho em. Rồi sẽ tà màu nho ha. Rồi cà phê nha chị. 50 ký. 55 57 ký mặt vừa ha, sẽ tà màu cà phê 150 nha chị, cà phê nha. Màu nho chị ánh chút lận. Màu cà phê 50 đến 55 57 ký mặt vừa ha, 150 luôn, cà phê. Cà phê nha. Giá vừa nha chị ánh tuyết, vừa nha. Hơi thoải mái chút xíu nhưng mà rất đẹp. Rồi chốt một lượng cho em nha. Cà phê 50 đến 55 57 ký mặt vừa 250 nha, 220 nha, sale 150. Màu cà phê. Cái này 58 ký mặt hơi thoải mái một chút, vẫn đẹp nha chị gái. Chị ánh tuyết có chốt không? Đẹp lắm, sale có 150 nha. Chị ánh tuyết có chốt không? Bình luận cho em. Rồi giá nó chốt bình luận cho em nha, 150 em quá trời đẹp luôn á chị. Em ok chị Hằng Nguyên, ổn không phải. Em ok chị Lu rồi nha, màu đen ok 140 rồi. Rồi chốt bình luận cho em nha. Màu đen giùm em nha, 250 nha chị. 60 ký mặt vừa, xe 160 nha. 250 xả 160 ngàn màu đen. 260 xe 150, chị gái chốt bình luận đen 60 ký nha. 250 xả 160 ngàn đen. Rồi ok chị Hiền Xuân. Dạ, dán tiếp bình luận giá tiền đi chị, 150 màu nho, bình luận giá tiền. Dán tiếp bình luận màu nho 150 đi ha. Rồi áo 33 nha chị, 50 ký nha. Sale cho mấy chị 40, xin lỗi. Sale cho mấy chị 60 nha. Cái này 90 sale 60. 50 ký mặt vừa. Áo 33 nha, 40 50 ký mặt vừa sale 60 ngàn. 90 em sale 60 nha, 40 50 ký mặt vừa 60 áo 33. Ánh tiếng và lượng 150 nha. Rồi chốt cái gì thì bình luận giùm em nhé chị. Em đang mặc làm áo 33 60 ngàn. Ok chị ánh rồi nha chị. Rồi chốt bình luận cho em màu xanh. 65 60 ký mặc vừa xanh nhé chị, 55 60 ký nha. 55 60 ký mặc vừa cái này 175 xả 120. Xả 120 xanh nha. 55 60 kg mặc vừa màu xanh, 175 xả 120. 175 em xả 120, chị gái nó chốt bình luận nghe em ha. Bi xanh. Có chị nào đang thấy được bình luận của em cái em lên tiếp với chị ơi. Em cái bình luận đây em lên đó mấy chị. Rồi sẽ tà nhớ chị, 50 55 ký mặc vừa màu đen.
55 kg xe tà màu đen nha, sale 150, 220 sale 150 màu đen. Xe tà đen với cà phê nha, chị đã chốt bình luận cho em. 50-55 kg mặt vừa đen với cà phê nha, sale 150 giùm em. Màu đen với màu cà phê. Áo này 250 nha, sale chấm chị. Cái này là màu đỏ nha, 50-55 kg mặt vừa, 250 nha, sale 150 màu đỏ, 50-55 kg đỏ. Bộ em mặc là 120 bi. 50-55 kg áo đỏ nha, 250 sale chấm chị, 150 màu đỏ. Đến 55 kg màu đỏ nha, 250 xả 150. Ok chị Tuyết. Rồi xanh giùm em nha, 50-55 kg 250 sale 150. Màu xanh với màu đỏ nha, 50-55 kg mặc vừa, 250 xe 150 xanh với đỏ nha. Chốt cái bình luận giùm em. Xanh đỏ giùm em luôn. Rồi màu đen nha, 40 đến 52 kg mặt vừa, 220 xe 140 nha, đen. 40 52 kg mặt vừa 220 nha, xả 140. Chốt bình luận cho em nha chị. 40 52 kg mặt vừa. Ký 52 ký mặt vừa ha. Chốt một lần cho em. Cái này là 220 nha, xả 140. Màu đen. Đây chị nữ quý mua chốt màu đỏ em có size nè. 40 ký đến 70 ký em có size nè chị. Sale 180 bộ nha, chốt cái bình luận cho em. Sale 180 đỏ. Rồi chốt bình luận nha, xanh nha mấy chị. 160.000 xe 125 xanh. 50-60 kg nha, xanh dùm em. Xe 125. 40-50 kg mặc vừa dùm em, 140. 140 nha, chị đã chốt bình luận cho em. 140. Rồi cái này xanh 120 nha mấy chị, 125 nha mấy chị. 160 xả 125. 50-60 kg mặc vừa. 50-60 kg em mặc ngược rồi mấy chị. Ok áo xanh. Cái này là áo xanh nha chị. Áo nha chị Tiết. Áo nha. Chị Hằng ơi số 1 quá chị vừa không? Cái này là số 1 nha chị Hằng. Size 1 nha chị. Em ok chị Hằng size 1 nha. Bộ em mặc là tại em mặc ngược á mấy chị, cổ con sau nè, cổ trước đây ha. Tiếp 30 nha mấy chị. Rồi màu xanh giùm em nha. Xe 125 luôn, chị nó chốt bộ này đẹp lắm. Em mặc ngược á mấy chị. Xeo nha, chốt bình luận cho em nha. Đây nè, xe tà nè mấy chị, 50 đến 52, 55 kg mặc vừa nè, xeo 150 nè. 50-52-55 kg nha, cái này là 220 hả mấy chị. Em xem 150 đen. 50-55 kg là mặt vừa luôn. Màu đen nha, xem 150 nè, xé tà nè. Rồi cái này chốt vào lượng cho em nha, xả 125 xanh nha. Đẹp lắm, chị gái chốt xé tà vào lượng cho em nha, xé tà. Xem 150 nha, dạ em không có 85 kg chị. Rồi 50-55 kg màu hồng nha, 250 xả luôn, 150 hồng. 50-55 kg mặc vừa hồng với đỏ nha chị. Xe 150 chị gái nào chốt một lần áo này là áo ăn đông nha, áo xịn á. 50-55 kg em có đỏ với hồng nha, xe 150 màu áo nha. 250 em xả 150 giùm em. 250 đang xe 150 màu áo. Quá trời xuất sắc luôn. Xe
125. Chị Hoa xéo gì chị? Không có cái gì sao ha, 125 không có ký, không giá, không có màu, không biết. Chị Hoa chị mua thì chị mua đủ đơn ha, kèm màu kèm giá em. Em nhớ có bộ 90 xả hàng rồi đó, hả mua thì mua giùm em 150 nha. Còn không chốt thì mình coi chơi chứ chốt mấy chục ngàn xả em ổn lắm. Rồi 65kg beo nha, 180 nha chị. Xả 101. Cái này lửng nha, chị nó chốt lửng lửng nha. 180 em xả 101. 180 lửng em xả. Xả 101 nha, chị nó chốt beo lửng nè. Mẫu này 180 nha, 65kg mặt vừa em xả 101 nè, beo. 65kg nha chị, lửng nha. Chị nó chốt lửng để lửng em. Chút lửng mà lửng lửng giùm em nha, quá trời đẹp luôn á. Rồi 40-50kg mặt vừa mấy chị, 40-50kg nha, đỏ 40-50kg mặt vừa. Cái này là 160.000 em xả 120 nè, chốt lửng cho em đỏ nha, 40-52kg mặt vừa đỏ, 120.000. Giá nó lửng, chút lửng giùm em. Dạ chị Hoa không có số ký, em không biết chị mua gì. Với lại mua là mua đủ đơn giùm em, ít nhất là từ 150 chứ lên nha. Chứ chị mua 90 chị bỏ, giờ chị vô mua 120 nữa, chút cái chị đi ra cái ngày mai xả nữa, cái chị vô chốt nữa nó mất công á chị nha. Chốt thì chốt đủ đơn giùm em, cảm ơn. Xin cảm ơn. Rồi 40-52kg mặt vừa sale 120.000 đỏ nha. Chốt mà không có màu, không có ký, không có gì trơn, không biết cái gì luôn mà chốt nữa. Rồi chốt và lượng cho em 55-60kg màu đen nha chị. 55-60kg cái này là 220 nha. Xả 160.000 đen. 160.000 đen nha. Chốt kèm tuyết kèm màu giùm em luôn mấy chị. Chứ như chị Hoa này chốt hoài em đâu chốt, không biết chốt gì luôn á. Cứ xe 125 cái 52kg không hiểu cái gì luôn. Rồi màu đen nha, 55-60kg mặt vừa, 220 em xả 160 đen nè. Để nó chốt được mấy cái hàng xả này là giá rẻ lắm. Rồi bông nhớ chị ơi, đỏ em nha, 120.000. Mua hàng mà không ký, không màu, không biết chốt gì luôn nữa. Rồi 50kg nâu nhớ chị, 50-52kg nâu nè. 50-52kg nâu em xem chứ chị, 120 nè, 165 xem 120 nâu. 52kg mặt vừa nâu. Phát rồi, trong tài khoản phát có tiền không phát? Hả? Nhắn cái này cho Huy nói chuyện với Bảo Huy. Sao kiếp? Gọi cho nó đi, kêu nó chuyển tiền ta vô điện rồi á. Nói giờ mốt vậy đó. Ok chị gái nha chị Hằng. Rồi trả nó chút đen 160 nha. Chị Hằng em ok nâu. Gọi điện cho nó đi, ta vô điện xong ở trên nó đó rồi. Rồi chút mà lượng cho em đen nha. Chuyện cho nó dễ cắt, nó hỏi cái gì á. Rồi chốt bình luận cho em nha chị, 70kg mặt vừa, cái này là 70-75kg, 220 em xem 160.000 nè. Dạ chị Hằng chốt không hả? Chốt thì nói chốt, còn không thì nói không, để em biết bỏ để ra cho nha chị. Em tưởng chị mua em mới bỏ ra cho chị á, chị không chốt thì bình luận cho em, không chốt em lấy ra cho. Rồi 70-75kg nha, xem 160 nha. Ok chị Tuyết nè. Chị Hằng chị có chốt bộ đó không? Chốt thì nói không chốt em lấy ra cho. Tại vì em thấy chị để là, em thấy chị để nâu 52kg, em tưởng chị mua rồi, em bỏ ra rồi. Cứ không chốt nói em lấy lại cho.
lượng cho em nhé chị. À, xe 160.000 màu nhơ. Chốt cái lượng cho em nha. Chị thấy đó, kêu nói trong cái tin nhắn nó có cái chịu bởi máy ra đọc cái đó đi. Rồi size 60 kg nha mấy chị, 60-63 kg nha, 60-63 kg mặc vừa em xem cho 100 nha kem. Ok em xem 100 là chị gái chốt bình luận nha, một bộ luôn xem 100 quá trời rẻ luôn mấy chị, cực kỳ rẻ luôn nè, xem 100 nha. Ok em xem 100 chị gái chốt bình luận nha, một bộ và ba luôn á. Bộ đỏ là bộ gì chị Gấm? Gửi rồi, chút xíu em chuyển tiền cho. Kêu Huy có chuyển đi, ổng gửi giùm nhưng mà chuyển tiền cho người ta. Bộ nâu không? Đây, chị Hằng em xả rồi nè chị. Em xả cho chị rồi nè, nâu rồi nè. Rồi chị nói chốt và lựng cho em nha, sale 100.000. Chị Hằng em xả rồi đó chị. Mai mốt chị coi á thì chị nói chị coi nha, chứ cần chị mua mà mua rồi là em ok là em ném ra rồi đó. Dạ chị Hoa, độn qua em xả rồi chị. Xong một like mà mình không có chốt là em xả rồi à. Ví dụ 50, 70, 90, nói chung là không đủ 150 là xuống like là em bỏ luôn rồi, không có giữ đơn nha chị. Nha chị Hoa. Rồi chốt cái lượng cho em nhé chị ơi, rêu nha. Màu rêu nè. 50 kg mặc vừa đẹp đó chị ơi. Xe 100.000 chị gái chốt cái lượng nha, màu rêu. 100.000 nha, 160 xả 100 à. 100.000 màu nâu nha chị gái. Màu rêu nha, 40-50 kg mặc vừa xả 100.000 rêu. Màu rêu xả 100 nha chị. Rồi 50 kg mặc vừa bà ba hả mấy chị, 50-55 kg mặc vừa sale 70. Sale 70 nha, bà ba dùm cho em luôn ha. Lượng cho em nhé chị ơi, quá trời đẹp luôn mấy chị. 50-55 kg mặc vừa em sale 70 á bà ba nha. Rồi chị nó chốt bình luận cho em riêng bình luận nhé mấy chị. Riêng xả 100. Riêng bà ba nha, em sale 70. Màu xanh, chị Thủy ok 70. Rồi màu đen, màu vàng nhé chị, 40-52 kg mặc vừa xem 19 vàng. Dạ chị số 10 anh hả, mặc em cho bà Tám kìa. Số 10 kèm ký em đi chị. Số 10 kèm ký đi chị. Một em này nhiêu? 100. Số 10 em ok nha. Ok rồi nha, rồi bộ nào nữa? Chị số 10 bao nhiêu ký bình luận giùm em. Dạ chị Nhẫn ơi, riêng còn có 60 kg. Màu rêu chị gái chút. Màu kem trước thì chút nữa có bộ nào nữa. 40-50 kg mặc vừa xe 100. Giá nó chốt lượng cho em nha, màu vàng. 190. Rồi chốt lượng cho em nha chị, màu tím nha. Màu tím 60-65 kg mặc vừa. 60-65 kg nha, 175 xe 125 tím. Màu tím em mà em xe 125 nha chị, em chốt kèm ký ha. Vậy số 10 kèm ký em chốt cho chị số 10. Rồi màu tím 60 kg mặc thoải mái nha chị ơi, xe 125.000 tím nè. Màu tím này quá trời đẹp luôn.
giá đó chốt tím bình luận nha, tím nha. Dạ chị gắm ở tình kèm ký đi chị, tại vì chị không có ký em chưa chốt được ha, kèm ký em mới chốt nha, kèm ký giùm em đi chị gắm. Ok chị Thu Mồi cố gắng chốt bộ nữa đi chị, chốt bộ nữa em đi đơn cho chị gái nghe. Rồi em ok chị Hoài Thanh nha. Rồi chốt mình là bi nha chị, 40-50kg mặt vừa, 40-52kg bi nha, cái này là 165, xe 140 nha, chị gái đang chốt một lượng 165 xả 101 bi nha. Rồi chị Nguyễn Thanh em ok 65kg tím nha. Chị Nguyễn Thanh ok 65kg tím.
Bà chốt bà lượng cho em 101 nha mấy chị. Màu đỏ em 101 nha. Rồi giá nó chốt nâu 120 nha. Nâu 120 chị gái nó chốt bà lượng cho em nâu nha, 120 giùm em. Rồi giá nó chốt nâu bà lượng cho em 120 giống chị, nâu với đỏ, đỏ 101 nha. Giá nó chốt bà lượng cho em nha, đỏ giùm em ạ. Rồi ok chị đỏ. Em ok chị thanh bạch nha, đỏ. Ok chị bạch lấy đỏ nha. Rồi em ok chị lưu nha, 120 lưu, chị lưu ok. Ok chị lưu nha. Rồi chốt cái lượng bi giống chị. Bi này là 175 nha. Bi số 1 nè, 50-52 ký mặt vừa, 175 xả 120 bi đỏ. Đẹp quá trời mấy chị, bi nha. 50-52 ký mặt vừa, 170 em sale 120.000 bi. Bà Thanh ơi, Mũ Thanh ơi. Mũ Thanh ơi, Mũ Thanh ơi, 65-70 ký, Mũ Thanh sale 70 này, Mũ Thanh ơi. Giơ tay lên nha, bắn vô cái đùng. Đây nè, 70.000 nha. Màu hồng nè bà Thanh ơi, 70.000, cái màu hồng này bán 50 nè bà Hồng ơi. Bà Thanh ơi, bà chơi xin lá không á, thôi đi vô đi, mệt quá. Á à, đèn gì tí, bà chơi xin lá không, màu tím. Rồi chốt bình em bi nha, xem 120.000. Bi xanh bi đổi em 50-52kg mặt vừa nè. 50-52kg mặt vừa, bi này 170 nha, em xem chú chị có 120.000 à. 50-52kg mặt vừa, chốt bình luận cho em nha. Xem 120.000 mấy chị, bi xanh nha. Bi xanh bi đỏ cho em luôn. Ôi mệt quá. Tà mắc thế gì đâu không, ngày nào cũng giống ngày nào. Cũng phải tập không bỏ hả bác. Rồi 50.000 á bà ba, 65kg mặt vừa màu xanh nha. Màu xanh 50.000 á bà ba. Màu xanh 50.000 luôn. Bà ba nhớ chị ơi, bữa hổm là bán 108 xe 140 nha. Xả cho chị 100 bộ tím 40-50kg bộ tím 100.000. Bộ tím cho em 100 nha. Bộ tím 100 giùm em luôn. Chị gái không chốt và lượng cho em bộ bà ba nha. 40-50kg mặc vừa 100.000 một bộ. Giá sale cực kỳ rẻ luôn bà con yêu ơi. Màu tím giùm em nha, 100.000 bộ tím luôn. Bộ tím bà ba nha, 40-50kg mặc vừa bộ tím. Xe 140 giờ xả có 100 mà. Rồi giá nó chốt bộ lam bà ba nha. Đây xe 140 xả 100 nha. Màu lam giùm em. Màu lam màu tím ha. Chốt là bình luận em luôn á mấy chị. Bi chốt bình luận cho em bi luôn. Lượng tím nha, 40-50kg sale có 100.000 à. Xe giao hàng kìa. Ra cắt vô đây bộ đó bán luôn ha. Rồi kêu đưa tài khoản đi, nhắn cho ông Thi liền kêu chuyển khoản. Rồi chốt bình luận 55-60kg mặt vừa nha. Mở cửa cho nó giao đi rồi cắt liền ra hàng vô đây bán. Chốt bình luận cho em rêu nha, 55-60kg mặt vừa sale 200 nha chị, màu rêu. Em ok chị xu mùi nè. Đóng cửa đang chó xu nha. Xin tài khoản trước đi, đưa cho Huy chờ, gọi điện cho Huy chờ chuyển khoản. Rồi màu rêu nha, 55-60kg mặt vừa. Rồi bà ba lam giùm em 40-50kg nha. Mấy chị mình chốt mà không có xuống tí á là em không có chốt đâu. Mà không có vừa ha. Đóng cửa để nó ồn, nó bát mưa nó ồn không có nghe tiếng. 40-50kg mặt vừa màu lam.
100 nha chị. Xe 100 giùm em ha. 40-50kg màu lam nha chị, xe 100. 40-50kg mặc vừa 100. Dạ chị gắm ơi, bình luận 200 đi chị. Bình luận giá 200 nha, màu rêu động. Chị gắm bình luận 200 em chốt nha. Chị gắm bình luận giá tiền để em chốt. Rồi chốt bình luận cho em lam nha, 40-50kg mặc vừa mấy chị, xe 100 lam. Bộ lam nha, chốt bình luận cho em nha lam. Rồi chốt bình luận cho em đỏ nha, 260 xe mấy chị là 200 nha. 65kg mặc vừa. Ủa anh nhìn cái xe có phải vô đây không Pháp? Rồi 65kg mặc vừa dùm cho em nha, xe 200 nha, màu đỏ. 260 xe 200 nha chị. Xe 200.000 đỏ, 65kg mặc vừa. Xe 200.000 đỏ dùm em. Bà Ba Lan đó 40-50kg chị Cao. Rồi 40-50kg mặc vừa nha. Không phải hả? Nó đâu vậy? 40-50kg mặc vừa nha, xe 100 nha chị. Rồi áo 65-70kg mặc vừa nha, xe 70 áo nha. Rồi chốt bình luận cho em nha. Sale 70.000 áo, 65-70kg áo, 33 nha, 70.000. 70.000 nha mấy chị, 33 chị gắn chốt để 33. Ok chị chốt nha. Chị chốt mua bộ nữa, mua gì đi em đi đơn cho chị. Chị Quỳnh gắm màu rêu không có giá tiền nên em không có chốt nha chị. Rồi chốt bình luận đỏ 200. Mấy chị mua mà mình không biết mua cái gì thì mấy chị từ từ hẳn chốt nha. Tại chốt mình không biết mua gì em chưa chốt được đâu. Chốt phải có giá tiền em mới chốt được. Rồi 55-60kg màu nho. Sale 200 nho nha mấy chị. 55-60kg nho, sale 200.000. Chị gắn chốt bình luận giùm em. 55-60kg màu nho. Sale 200 nha, nho với rêu. Màu nho với màu rêu nha. 55-60kg mặc vừa. Màu cam nha. Cái này là 45-52kg mặc vừa. 186-120 màu cam. 45-52kg mặc vừa hả chị? Rồi em ok chị Cao. Em ok chị Cao bà ba. Rồi 45-52kg màu cam nha. 186-120 ngàn. Em ok chị Cao áo 70.000. Rồi giá 5 chút cam bình luận nha, 120.000. Rồi bà ba xanh nha. 65-70kg mặc vừa sale 70 xanh lá. 70.000 nha, sale xanh lá nha, 70. 70.000 xanh lá nha, ôm mấy cái gói vô trong cất đi, mấy bộ đồ bé em trong để luôn mới phát cho rộng chỗ ha. Mà lá nha, 65-70kg sale 70, mình là màu lá nha. Rồi chốt bình luận cho em nhé, chị quá trời đẹp luôn ha. Rồi cam 120 chị gái chốt bình luận kem, cam 120 nhé chị. Quá trời đẹp luôn, 120.000 cam. Rồi chốt bình luận cho em màu rêu nhé chị. Màu rêu 40-50kg mặc vừa. 165 xả 101 nha, 601 luôn. Màu rêu luôn. Nó 101 xả 101 chứ cái này là bình thường em xả 125. Đó nó 101 em xả luôn nè. Màu rêu nha, xả 101 nha chị. 40-50kg mặc vừa, 40-52kg nha, xe 101. Ok chị Hằng. Rồi chốt bình luận cho em màu rêu nha, 40-52kg mặc vừa, xe 110.000 luôn. Chốt bình luận nha, màu rêu dùm em. Rồi chốt bình luận cho em nhé chị, màu rêu dùm em nha. 120.000, 110.000. Bà ba xin lá, chị quay hanh bình luận cho em đi.
70.000 chị. 70.000 chị quay thanh nha. Rồi màu kem 65kg mặt vừa nha, 70.000. Dạ có chị Phạm Hạnh, vest 72kg em có. 260 một bộ, chị Hạnh có chốt không hả? Chốt em lấy dâm. 260 một bộ. Rồi màu kem nha, 60-65kg, sale 70. Chị Hạnh em ok nha. Rồi màu kem 70kg, màu kem 65kg mặt vừa ha. Còn chị gắm là em không có chốt đơn, tại mình không biết mình mua gì nên em không chốt ha. Rồi màu kem bình luận cho em. Mua bộ đồ mà kêu giá tiền hồi từ nãy giờ không có bình luận, em không có chốt nha chị. Rồi chốt bình luận cho em ha, màu kem 65kg mặt vừa, chốt bình luận cho em cam nha. Bác vô lấy một bộ đồ vest 260 trên kệ á bác. Số 2 cho Út mặc bộ. Rồi màu cam nha, 65kg mặt vừa, cam 3 nha, xe 125, 65kg mặt vừa, 165, xe 125, cam số 3. Màu rêu này xe 110 nha. Rồi chốt bình luận cho em 65kg mặt vừa nha, xe 125.000. Rồi chốt bình luận cho em nha chị, quá trời đẹp luôn á chị ơi, 125. 125 chốt bình luận nha bà con. Đây. 60kg màu tím cà, xe 100 nha. 55-60kg mẹ chưa có đồng nào mà nó cỡ đó đó, mà nếu mà nó có mà chắc tao chết quá. Nó bị qua mắt đâu nha, nó nhìn đâu cũng thấy hết trơn. 55-60kg tím cà xem cha. Rồi. Rồi vét cho mấy chị 260 nha. Em có 57-75kg mặt vừa. 260 ngàn. Ủa, phải vét không? Ừ. Cái này đi. Bác. Thôi cho mẹ vô toilet thì nó cái ngồi cho 50. Rồi chốt cái lượng cho em 260 vét. Bà ba chị gái em chốt bà ba nha. 55-60kg mặt vừa tím xe 100 à. 180 gần 600 không ai chốt trời. Chút nữa tầm ba mẹ con tao đè quánh nó nè. Hùng quá trời nữa. Rồi tao tặng hết à, tao phải tao điên lên là tao tặng. Rồi chốt cái lượng kim tím nha, xe 100. Chút nữa ba rồi ba mẹ con tao đè quánh rồi mình lần hết khóc nha chưa. Ba mắt rồi, ở đâu cũng thấy một cục. Nhìn đâu cũng thấy một cục. Cục như cục cờ vậy đó. Rồi 65kg màu môn, 60-65kg xe 100 màu môn. Dạ chị Hạnh ơi, chị có chốt á thì bình luận quét 260 em chốt cho. Cái đó là màu đỏ, còn chị chốt màu đen thì bình luận cho em đen 260 kèm ký em chốt cho nha. Kèm ký giùm em đi chị, màu đen 260 bình luận cho em. Bà ba em đang sale màu môn 60-65kg mặt vừa nha, sale có 100.000 màu môn. Màu tím chốt bình luận tím nha, bà ba rất là đẹp. Mấy ngày mà không thấy em gửi cho chị chưa? Mới chị được tặng. Dạ chị Hanh ơi, chị được tặng mà chị không có đơn nên em xả mất tiêu rồi. Chị nào tặng mà có đơn mới giao được nha. Chứ tặng mà không có đơn là em xả chứ em đâu giữ chị gái. Chị Quê Thanh, chị chốt cái gì đi, chị muốn lấy gì đi, chốt nhiều nhiều cho em tặng tiếp rồi cho. Chứ chốt tặng mà không có đơn em đâu có giao. Rồi màu môn 65kg mặt vừa ha, xe 100 màu môn. Cho coi đồ đi. Ủa chị Hạnh, màu đỏ em mới đưa lên rồi chị coi chưa được hả chị? Có chưa được hả chị Hạnh? Chị mới kêu lấy vest, em lấy vest cho chị coi rồi nè. Chưa được, chưa đúng hả? Rồi chị nói chốt bình luận 260 nha chị, 57-75kg nha. Vậy là chị chưa chốt đúng không chị Hạnh? Vậy chị nào chốt đi bình luận giá tiền nha chị. Rồi 57 nha, 55 đến 75 đến 75kg em có size 260. Chị có chốt bình luận đen 260 em sẽ chốt đơn. Còn không giá tiền em chưa chốt nha. Rồi cái này chị gái nó chốt bình luận đỏ 260.000.
Chừng nào có giá tiền em chốt chị Phan Hạnh. Chị chốt mà chị không biết chị mua giá nào là em chưa có lấy hàng. Tại em không biết chị mua gì luôn, lấy nha. Rồi chị đang chốt vé 260 giùm em à. Chừng nào có giá tiền em biết chị mua gì em sẽ lấy nha. Cái này em sale 160 nha, 70kg mặc vừa. 70-75kg 220 em xả 160 màu nho. Màu nho ha, chốt một lượng cho em 160.000. Xe màu nho 160 nha. Chị mua mà chị không biết chị mua mẫu gì thì em không có biết đường em chốt đâu. Rồi nho giùm em nha, 160-75kg. Phát vô lấy bộ vest màu đen xuống ở đây Phát. Rồi chốt một lượng cho em nho nha, 160.000 là giá xả hàng. Chị mua là mấy chị phải biết mấy chị mua cái gì ha, em mới biết em chốt được. Rồi màu nho mà em xem 180 nha, 45-75kg em có, 45-75kg nha, 180.000 màu nho. Màu nho chị gái chốt lượng cho em nha, 45-75kg em có, 180 màu nho. Màu nho 180, màu nho 55-60kg mặc vừa 200. Màu nho 200, màu nho 180, chốt bình luận em ha. Em chuẩn bị tắt máy nha, có chị nào có chút thêm thì bình luận cho em đủ đơn giùm em luôn để em chốt hàng nhé chị. Có chị nào chốt thêm thì bình luận giùm em. Cái bộ đỏ là 260 nha. Chị kèo kèo quá chốt thì bình luận bộ 260 kèm ký em lấy cho. Rồi 50-52 ký xanh xe 120 nha chị, 50-52 ký xanh. Màu nho xe 180. Rồi cái này là xe 120 nha, 165.000 em xe 120 xanh, 50-52 ký nha. 40-52 ký mặc vừa em xe chúng chị 120. 40-52 ký. Chết cha rồi mấy chị, cái này nó bị lủng rồi nè. Cái này chị gái đâu lấy em tặng nha. Đây em tặng nha chị. Chị Hạnh đây em hết màu đen rồi chị gái nha. Em hết màu đen rồi chị gái ơi. Chốt cái khác mà em được cho. Rồi bộ này tặng nha. Tặng rách nha. Chị gái đâu chốt một lần tặng rách nha. Chị Hạnh em hết màu đen nha chị. Chị gái đâu chốt tặng rách nha. Rồi 40-50kg mặt vừa 220 xả 140 màu đen nha. Xả 140 đen. Chị gái thôi chốt cái gì bình luận cho em nha. 40-50kg mặt vừa 140 nha chị. Cái này là 220 xe 140. Rồi ok chị tặng chị Hằng nha. Màu tím chị Hằng được không chị Hằng ơi? Màu tím được không chị? Chị Phan Hạnh lấy màu tím được không chị? Rồi chị gái nó chốt lượng cho em nha. Màu đen em nha, xe 140 à, 220 xả 140. Đen nha, 140 giùm em nha chị. 40-50kg mặc vừa xe 140 nè. Mấy chị. Rồi xé tài giùm em ha. Xé tài giùm em nha mấy chị. 50-52-55kg mặc vừa xem 150 xé tài đen. Phát ra lấy bộ màu tím nha, qua đây Phát số 4 ha, bét á. Rồi chốt một lượng cho em nha, xe 150 nha mấy chị. Xe 150 luôn. Rồi cái này là 65kg mặc vừa ha, 260 nè. Sale 200 nha, hết màu rồi. 65kg mặc vừa đỏ, sale 200.000. Màu đỏ giùm em nha. Dạ chị Hà em không có bộ tặng, chị có mua thì em chốt nha.
mua thì em chốt cho. Rồi ok chị Trúc, có mua thì em chốt nha, chứ bộ tặng có bộ gách em tặng rồi. Rồi chốt một lượng cho em nha chị, rất là đẹp ha. Màu cà phê nha chị, 50-55kg mặt vừa, xe 150 màu cà phê. 50-55kg mặt vừa màu cà phê nha, 220 xe 150. Màu đen 65kg, 140 có không? Không có. Hết rồi hả chị? Đâu có cái gì đen 150 đâu. 50kg thì có. Không có 65 đâu, có 50kg. Nếu mà 65kg là 220 bộ. Rồi chốt một lượng cho em màu tím nè chị Văn Hạnh. Tím nè chị. Nếu mà bự là 220 một bộ đó. Màu tím chốt một lượng. Rồi giá nó chốt một lượng cho em nha. Màu nâu sẽ tạm 150 nè mấy chị. 50-55kg mặt vừa nâu. Giá nó chốt nâu và lượng nâu nha. Chốt một lượng cho em quá trời đẹp luôn. Dạ chị Phan Hạnh ơi, chị chốt tím và lượng chữ tím nha em ha. Tím 260 và lượng dùm cho em. Rồi cái này giá nó chốt nâu và lượng nâu. Rồi 52-75kg sale một. Sale mã này 200 nha chị, màu đen. Sale 200 nha chị, gái nó chốt một lượng cho em đen 200. Đen kèm ký 200 nha chị. Màu đen màu cam. Màu đen màu cam sale 200. Màu tím 260 ok chị Văn Hạnh. Đẹp quá trời. Màu cà phê 50-55kg mặt vừa. Để tà xem 150. Dạ chị Trung Phạm, chị mua gì mà có số 6 hả chị? Chị Trung Phạm mua hàng gì mà có số 6 vậy chị? Rồi chốt một lượng cho em nha, màu đen sale 200 nha chị. Chị mua hàng gì mà em có size 6 dữ vậy chị Trung? Rồi chốt một lượng cho em nha, quá trời đẹp luôn ạ. Màu cam sale 200 nha chị. Màu cam sale 200 ngàn một bộ luôn. Màu cam, màu đen, màu tím, màu vàng nhé chị. 50kg, 52kg nha. Đến 75kg em có size. Sale 200 ngàn luôn. Gói mình để cảm thấy chưa? Dạ chị Phan Thanh ơi, bên em gọi chị. Nếu mà chị nghe máy là chốt đơn mới được ha chị. Cái có nghe máy em đi đơn mới được ha. Rồi áo bà ba này size 60kg mặt vừa. 90 nha, em bán 40 giùm em. 60kg 40 ngàn nha, chị gái nó chốt một lượng cho em nha. Đây nha mấy chị. Dạ chị Trung ơi, em bán thêm số ký á. Em bán thêm số ký á, chị mình lượng bao nhiêu ký thì em bán bao nhiêu ký nha. Rồi giá nó chốt một lượng cho em nha chị, quá trời xuất sắc à. Màu cam nha, sale 200 nha mấy chị. Màu cam, màu tím. Ba ba này là 60kg mặt vừa. Sale 40 ngàn. 90 em bán 40 nha. Chị gái nào có đơn thì lấy ha. Chị gái nào có đơn thì chốt giùm em. 40 ngàn màu hồng. 60kg mặt vừa giùm cho em luôn nha. Bộ vest này quá trời cưng luôn mấy chị. Rồi em tắt máy nha chị, tối lại tiếp ha. Chiều hay tối em lại tiếp.
60 kg đó. Có 60 kg à? À rồi rồi. Mà lon nào? Bộ đó hả? Màu hồng nào á, 40 ngàn thì tao mới mặc á. Ừ. Có cái áo đó đó. Đi chung lên với mà trắng. Hả? Dạ chị Trung ơi, em bán chung size á chị. Thì chị gọi bên em cho địa chỉ lại cho, chị gọi lại cho em trả lại cho 100 ngàn. Tại vì em 180 em theo 100 ngàn đó. Dạ không thích gọi lại cho em. Gọi lại em nhận em trả cho 100 ngàn cho chị. Bà lon phải không? Dạ lên đó lưu lên đó, cho bả chờ. Rồi, bye mấy chị nha, chúc mấy chị buổi chiều cơm ngon miệng nha. Dạ chị Hằng ơi, chị hỏi gì em cũng không biết luôn, giờ em tắt máy rồi nha. Lúc em like á thì chị hỏi em được, còn giờ chị chốt qua rồi hỏi em cũng không biết chị hỏi gì luôn.